Hoài Linh vừa lên tiếng, gia đình cố nghệ sĩ Chí Tài và loạt sao Việt lập tức tin tưởng nam danh hài. Câu chuyện nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh vẫn giữ hơn 13 tỷ đồng tiền từ thiện trong tài khoản suốt 6 tháng nay, thay vì đưa đến cho người dân miền Trung chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt cuối năm 2020 như đã hẹn, cũng như khoản tiền phúng viếng cố nghệ sĩ Chí Tài gần 2 tỷ đồng mà nghệ sĩ Hoài Linh là người được gia đình cố nghệ sĩ Chí Tài tin tưởng gửi gắm để cứu trợ người dân khó khăn, đang nhận được sự quan tâm lớn của công chúng. Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh cũng đã có những chia sẻ cụ thể, lý giải việc tại sao anh vẫn giữ số tiền từ thiện hơn 13 tỷ đồng này. Mới đây, trên trang cá nhân, ông Chí Thiện, anh trai cố nghệ sĩ Chí Tài, vừa đăng tải bài viết liên quan việc thực hiện quỹ từ thiện mang tên của diễn viên Nhà có năm nàng tiên. Cụ thể, cựu thành viên nhóm nhạc Brothers cho biết các công trình này đều đang trong quá trình thực hiện và do nghệ sĩ Hoài Linh đứng ra phụ trách. Ông Chí Thiện viết, trước đây, gia đình cố nghệ sĩ Chí Tài có thông báo sẽ tường trình đến quý đồng hương về các công việc được thực hiện từ quỹ từ thiện Chí Tài, do mọi người đóng góp trong tang lễ của anh sau khi các công trình này được hoàn tất. Vì gia đình chúng tôi không có mặt tại Việt Nam nên mọi sự đều nhờ vào nghệ sĩ Hoài Linh đứng ra thực hiện. Đồng thời, anh trai nghệ sĩ Chí Tài khẳng định, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào nghệ sĩ Hoài Linh sẽ thực hiện các việc từ thiện đúng theo ước nguyện của nghệ sĩ Chí Tài. Ngoài ra, các chương trình từ thiện khác đã dùng tên cố nghệ sĩ Chí Tài mà chúng tôi không được biết, không thuộc về trách nhiệm của chúng tôi. Ông Chí Thiện nói thêm, do tình hình dịch bệnh làm đình trệ mọi việc nên quỹ từ thiện chỉ mới thực hiện được một vài công trình. Ông chia sẻ các công trình khác vẫn còn đang dang dở và sẽ tiếp tục được tiến hành cho đến khi hoàn tất. Cuối bài viết, anh trai diễn viên sinh năm 1958 gửi lời cảm ơn đến các khán giả đã thông cảm cho việc này. Dòng trạng thái của anh trai nghệ sĩ Chí Tài nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Chia sẻ thêm, ông Chí Thiện nói, tôi chỉ biết những gì liên quan đến quỹ từ thiện Chí Tài thôi, còn các vấn đề khác do tôi ở đây, Mỹ, nên mù mịt. Vì thế tôi không thể chia sẻ thêm những vấn đề khác được. Ca sĩ Phương Loan mới đây cũng đã đăng hình chụp hai cây cầu được xây dựng ở Cà Mau. Trên cây cầu có ghi rõ cầu mang tên Chí Tài 1 và Chí Tài 2, kèm dòng chú thích. Quỹ từ thiện nghệ sĩ Chí Tài và nghệ sĩ, khán giả. Vợ của nghệ sĩ Chí Tài còn nhắn nhủ, ước nguyện của anh được thực hiện. Tuy không nhắc gì đến danh hài Hoài Linh, nhưng khán giả đều ngầm hiểu đây là hành động giải vây đầy khéo léo của ca sĩ Phương Loan. Bởi hai cây cầu được xây dựng cho thấy, Hoài Linh đã mang một phần tiền phúng viếng Chí Tài đi làm từ thiện, đúng như anh đã hứa với người quá cố và khán giả. Sau khi nghệ sĩ Hoài Linh lên tiếng chính thức về số tiền từ thiện, ca sĩ Hồ Quang Hiếu đã chia sẻ lại đoạn video kèm chú thích. Chúc anh nhiều sức khỏe. Diễn viên Yaya Trương Nhi từng đóng vai con gái của Hoài Linh trong phim Nhà có năm nàng tiên cũng cho biết, vẫn tin bố Linh. Trong khi đó, ca sĩ Quách Tuấn Du thẳng thắn, tôi tin anh, dù khán giả vì chuyện này có quay lưng với tôi thì tôi vẫn tin anh. Hãy sáng suốt theo dõi cho hiểu tường tận, anh ấy không đánh đổi sự nghiệp như vậy đâu mọi người ạ. Danh tiếng của một tượng đài đâu chỉ 13 tỷ, nghĩ thử xem. Trước đó, Hoài Linh đứng ra kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung lúc nguy khó. Việc thực hiện chậm trễ, song lại không có thông báo cụ thể cho Mạnh Thường Quân, cho đến khi bị chất vấn khiến cư dân mạng không hài lòng, tỏ thái độ ngờ vực. Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng thắc mắc việc Hoài Linh giữ tiền từ thiện từ sự đóng góp của người dân quá lâu, có vi phạm quy định của pháp luật hay không. Hiện, câu chuyện nghệ sĩ Hoài Linh và 14 tỷ đồng từ thiện vẫn đang nhận về phản ứng trái chiều của đông đảo người hâm mộ. Những người yêu mến và tin tưởng nghệ sĩ Hoài Linh mong rằng, với danh dự của một người nghệ sĩ ưu tú đã cống hiến cho nghệ thuật hơn 30 năm qua, nghệ sĩ Hoài Linh sẽ sớm thực hiện đúng và kịp thời những gì anh đã cam kết với công chúng.